Sống ở đời, đừng quá rộng rãi, cũng đừng quá tốt, bởi không phải ai cũng đáng để bạn cho đi. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa có câu, đừng quá tốt, hy sinh quá nhiều, vì không phải ai cũng trân trọng sự chân thành của bạn. Quả thật là vậy, giữa người với người, nếu bạn sống quá tốt, quá rộng lượng, thì dần dần những người bên cạnh bạn sẽ cảm thấy mọi việc tốt bạn làm trở thành đương nhiên như thế. Giả sử một ngày bạn không thể chịu đựng nổi vì mệt thật rồi, thì cũng chẳng có ai thương xót và thông cảm với bạn. Bởi vì trong mắt họ, bạn đã tự nguyện làm như thế không vì gì cả. Nếu bạn cứ mãi nhường nhịn người khác, họ sẽ càng đực nước tiến tới làm tổn thương bạn. Trong tâm cũng đừng việc gì cũng nghĩ thay cho người khác. Bởi vì không phải ai cũng cảm nhận được những suy nghĩ của bạn, thông cảm với khó khăn, gian khổ của bạn. Thậm chí đến một câu nói quan tâm đơn giản thôi cũng không có nữa. Bởi họ đã quen với ý nghĩ, tất cả những gì bạn làm tốt đều là điều đương nhiên. Nghệ thuật của sự bơ đi mà sống không nằm ở chỗ thờ ơ, lạnh lùng với tất cả mọi thứ xung quanh. Nghệ thuật là ở chỗ biết quan tâm đến những điều thật sự quan trọng và cần thiết. Cũng như câu nói, nước trong quá thì không có cá, người sống tốt quá thì không ai chơi. Do đó, muốn thành công thì đừng làm người quá tốt. Bởi nếu bạn cho đi quá nhiều thì người khổ sẽ là bản thân bạn. Vậy tại sao lại có câu nói như thế? Hãy cùng ngẫm thế gian, lắng nghe và chiêm nghiệm ngay sau đây. Thứ nhất, có lúc đừng sống quá tốt, cũng đừng quá rộng rãi. Thời gian càng lâu, những người bên cạnh bạn, họ cảm thấy tất cả việc tốt bạn đã làm là đương nhiên như thế. Giả sử vào một ngày bạn không chịu đựng nổi nữa, mệt thật rồi, thì cũng không có ai thương xót và thông cảm với bạn. Bởi vì trong mắt họ, chính là bạn đã tự nguyện làm như thế. Khi bạn quá quan tâm đến người khác, họ sẽ càng làm khó bạn gấp vạn lần. Còn nếu bạn quá nhường nhịn người khác, họ sẽ được nước tiến lên làm tổn thương bạn. Trong tâm cũng đừng quá tốt, không nên việc gì cũng nghĩ thay cho người khác. Bởi vì sẽ có người không bao giờ cảm nhận được những suy nghĩ của bạn, thông cảm với cái khó khăn, sự gian khổ của bạn. Thậm chí đến một câu nói quan tâm ấm áp thôi cũng không có nữa. Bởi với họ đã quen với ý nghĩ, tất cả những gì bạn làm là tốt, đó là điều đương nhiên. Thời gian càng lâu, những người bên cạnh bạn có thể mất khả năng đánh giá và đánh giá đúng mức độ cống hiến của bạn. Điều này có thể dẫn đến sự hiểu lầm và bất công. Ví dụ, nếu bạn luôn giúp đỡ người khác và không bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay cần sự quan tâm, họ có thể nghĩ rằng bạn là một người tự nguyện làm vậy và không đáng để họ bận tâm. Trong trường hợp này, bạn sẽ cảm thấy cô đơn và thiếu đi sự ủng hộ và quan tâm từ người khác. Tuy nhiên, nếu bạn quá quan tâm đến người khác, họ có thể lợi dụng lòng tốt của bạn và đặt ra các yêu cầu không hợp lý. Điều này có thể dẫn đến bạn phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức. Bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng vì không thể đáp ứng tất cả những yêu cầu của người khác. Đôi khi, người khác không thể cảm nhận được những suy nghĩ của bạn và không có sự thông cảm đối với những khó khăn và cảm xúc của bạn. Một số người có thể trở nên thờ ơ và không quan tâm đến tâm trạng của bạn. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy bị bỏ rơi
và không được quan tâm. Vì vậy, trong cuộc sống, việc duy trì sự cân bằng giữa việc quan tâm đến người khác và bảo vệ bản thân là quan trọng. Đừng để bản thân trở thành người hiền lành và dễ bị lợi dụng. Cũng đừng để người khác trở nên quen thuộc với sự tốt lành của bạn, đến mức họ không đánh giá nó. Hãy biết cân nhắc và tự bảo vệ bản thân để bạn có thể duy trì một cuộc sống cân bằng và hạnh phúc. Thứ hai, hãy là một người tốt thông minh. Không ai phủ nhận rằng quan tâm đến người khác là tốt, nhường nhịn người khác cũng là tốt. Tuy nhiên, quan tâm quá thì họ sẽ làm khó bạn gấp vạn lần. Nhường nhịn quá thì họ sẽ được nước mà lấn tới và thậm chí là khiến bạn bị tổn thương. Vậy nên, hãy là một người tốt thông minh. Có nghĩa là khi ta cứ thường xuyên cho ai khác một thứ gì, họ sẽ không còn nghĩ rằng ấy là món quà nữa, mà cho đó là bổn phận, là trách nhiệm của ta. Khi ta không còn cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với ta. Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà. Họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn. Nếu ở trong hoàn cảnh đó, liệu bạn có thể tiếp tục cho đi nữa hay không? Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho mà thôi. Bạn là một người chân thành và cởi mở, luôn nhiệt tình đối với bạn bè. Những gì bạn mình cần giúp đỡ, nếu trong khả năng thì bạn chẳng thể chối từ. Bạn bè của bạn dần dần quen với việc họ cần người an ủi, bạn sẽ đến. Họ thiếu tiền, bạn sẽ giúp. Bạn như thể luôn là một người lớn, người hùng trong mắt bạn bè. Mỗi khi họ cần thì bạn sẽ có trách nhiệm đến an ủi động viên. Đến một hôm họ trách bạn rằng không còn đối xử tốt với người ta nữa. Nhưng họ lại không chịu nhớ rằng ngày cô ấy cãi nhau với sếp thì bạn lại vừa mất một cơ hội thăng tiến. Đồng thời, bạn cũng là một nhân viên mẫn cán nhất phòng, không ngại ôm nhiều việc, chẳng ngại làm thêm giờ. Bạn luôn tâm niệm rằng chỉ cần công việc tốt lên là được. Tính toán thiệt hơn gì, việc ai làm ít, ai làm nhiều làm gì. Bạn không phải là người nhanh nhẹn nhất, nhưng sẽ luôn là người cần mẫn nhất. Bạn không phải là người giỏi nhất, nhưng sẽ là người chăm chỉ nhất. Bất chợt đến một ngày, bạn cảm thấy mình đuối sức. Bạn cảm thấy mình cần về nhà sớm. Và bạn cảm thấy mình cần có người chia sẻ công việc. Sếp dường như trở thành một người khác, đánh giá thấp kỹ năng của bạn, cho rằng những cố gắng của bạn bằng không và phóng đại cả những khuyết điểm của bạn lên nữa. Bạn làm việc hết mình, chẳng tính toán thiệt hơn. Nhưng sếp bạn có thể lại cho rằng đó là bổn phận, trách nhiệm của bạn. Trực ngoài giờ là trách nhiệm của bạn. Không để khách hàng nào khiếu nại là trách nhiệm của bạn. Hoàn thành công việc sớm là bổn phận bạn cần làm. Đồng nghiệp thì lại cho rằng bạn đang lười biếng, đang buông bỏ. Bạn đang đùn đẩy trách nhiệm cho họ, khiến tự nhiên họ phải làm những việc trước đây chẳng phải động tay. Dù bạn có làm 200% sức lực, thì đến hiện tại, điều đó đã trở thành nghĩa vụ mà bạn phải thế. Cho nên, khi bạn chỉ làm đủ 100% những việc cần, mọi người cho rằng bạn chưa hoàn thành đủ trách nhiệm của mình. Bài học này thật sự quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Những điều chân thành từ tấm lòng của bạn, không phải ai cũng xứng đáng để nhận. Hãy biết chọn lựa để bản thân không phải hối tiếc những gì bạn đã cho đi.
Có thể bạn cần cân nhắc lại về việc cho đi đối với những người thật sự xứng đáng hơn. Vậy nên thưa quý vị, sống ở đời đừng sống quá tốt, cũng đừng quá rộng rãi, vì không phải ai cũng trân trọng sự chân thành của bạn đâu. Đừng có việc gì cũng đồng ý làm, không biết từ chối. Việc bạn làm giúp hộ người khác cũng tốt thôi. Nhưng lâu dài họ sẽ nghiễm nhiên coi đó là trách nhiệm mà bạn phải làm. Không còn trân quý, biết ơn bạn nữa. Rồi đến một ngày nếu bạn từ chối không làm nữa, họ thậm chí còn bực mình oán trách bạn. Đừng quá hiền lành, đối xử tốt với tất cả mọi người. Không biết giận dữ, không biết bực mình. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người tốt với ta, ta tốt lại. Người xấu tính với ta, ta cũng không việc gì phải tử tế. Nếu như cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, có người muốn công kích xỏ xiên đâm chọc ta, thì hãy vững vàng mà đáp trả lại. Đừng dễ tính quá, ai muốn gì cũng cho, ai nói gì cũng tin, ai làm gì cũng đồng ý. Bởi lâu dài sẽ chẳng có ai còn để ý đến cảm nhận của bạn nữa, mà luôn luôn muốn bạn đáp ứng theo yêu cầu của họ. Bạn nghĩ gì, bạn thích gì, bạn cảm thấy thế nào, chẳng ai còn bận tâm. Lương thiện cần có đầu óc, khoan dung phải có giới hạn. Đáng tức giận, hãy cứ tức giận. Nên lạnh lùng thì hãy cứ lạnh lùng. Lúc nào cũng cả nể nhượng bộ, người ta sẽ được voi đòi tiên. Trong mối quan hệ giữa người với người, chung sống cùng nhau cần phải chân thành. Quan hệ với nhau cần có mức độ. Nhìn người cần nhân cách, kết bạn cần nhìn tấm lòng. Thưa quý vị, ngay sau đây tôi xin phép kể cho mọi người nghe một câu chuyện của một khán giả gửi về cho chương trình như sau. Tôi có một chị đồng nghiệp cũ làm việc chung cùng bộ phận cách đây 5 năm. Đến lúc tôi chuyển đi nơi khác, sếp yêu cầu phải chờ tuyển được người thay thế và đào tạo xong mới cho tôi nghỉ. Mà như thế sẽ rất mất thời gian, vì việc được tuyển thêm người mới hay không lại định biên lao động của bên nhân sự, không phải cứ muốn tuyển là tuyển. Trong khi chỗ mới đã chờ tôi quá lâu rồi. Những người được tuyển cùng đợt với tôi đều đã đến làm mấy tháng rồi. Họ không thể chờ tôi thêm nữa. Trong hoàn cảnh ấy, chị đồng nghiệp của tôi dù đang nghỉ đẻ theo chế độ, nhà không ở Hà Nội, lại đúng trước dịp nghỉ Tết âm lịch một tuần, thời điểm mà mọi người đều mong sớm được nghỉ để sửa soạn sắm Tết, dọn dẹp nhà cửa, đã làm giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe lao động. Theo quy định của bên nhân sự thì phải có chứng nhận của bác sĩ mới đi làm trước được. Cằn gói quả mướp, vác theo con nhỏ lên lại Hà Nội, nhờ mẹ chồng lên theo trông con để chị Ý tiếp nhận công việc cho tôi nghỉ. Chị Ý chỉ bảo đơn giản: hồi trước, chiều nào chị cũng bận về đúng giờ đón con. Tôi làm ngân hàng nên chả bao giờ được về đúng giờ cả. Chỉ có làm hết việc chứ không hết giờ. Thì tôi hay ở lại muộn giúp chị Ý hoàn thành nốt công việc. Nên giờ cần thì chị Ý giúp lại thôi. Dù đã không còn làm cùng nhau đã 5 năm, nhưng giờ nghĩ lại tôi vẫn luôn biết ơn chị ấy. Lại có một đồng nghiệp khác, lúc nào cũng tìm cách dìm tôi, đúng kiểu gắp lửa bỏ tay người. Việc mình làm sai cũng đổ lỗi cho tôi. Mọi người nghĩ xem, nếu là người bình thường có vấn đề gì thì chỉ cần gọi nhau nói một câu là xong. Đằng này phải gửi mail cho tôi kèm tất cả mọi người khác không liên quan, trách móc tôi như việc của họ làm sai là lỗi của tôi. Vậy nên mọi người biết tôi đã làm gì không?
người kia đã gửi mail thì tôi cũng trả lời lại. Nói rõ việc của họ thì họ chủ động mà chịu trách nhiệm. Đừng có lôi tôi vào. Tử tế quá, người ta lại tưởng mình dễ bắt nạt. Vậy nên, đừng nhượng bộ kẻ ức hiếp bạn. Đừng tha thứ kẻ làm tổn thương bạn. Đừng quan tâm kẻ lạnh nhạt với bạn. Đừng đi theo kẻ coi thường bạn. Hãy để tính tốt của bạn cho người đối tốt với bạn nhìn thấy. Hãy để lòng lương thiện của bạn dành cho những người biết cảm ơn. Còn với tôi, chẳng biết nhiều, chỉ cần biết điều là được. Thứ ba, hãy đặt lòng tốt ở đúng nơi, đúng chỗ. Quý vị thân mến, làm người đừng nên hiền quá. Chuyện không muốn làm có thể từ chối. Việc không làm được thì đừng miễn cưỡng. Lời nói không thích cứ vờ không nghe. Cuộc sống của ta không phải dùng để lấy lòng người khác, mà là cần đối xử tử tế với chính mình. Sống ở đời, đừng sống quá tốt, cũng đừng quá rộng rãi, vì không phải ai cũng trân trọng sự chân thành của bạn đâu. Có lúc đừng sống quá tốt, cũng đừng quá rộng rãi. Những điều chân thành từ tấm lòng của bạn, không phải ai cũng xứng đáng để nhận. Hãy biết chọn lựa để bản thân không phải hối tiếc những gì bạn đã cho đi. Có thể bạn cần cân nhắc lại về việc cho đi đối với những người thật sự xứng đáng hơn. Hơn nữa, làm người tâm tính đừng nên quá tốt. Không biết giận dữ, không biết bực mình, thời gian trôi đi sẽ chẳng có ai sợ bạn. Ai cũng coi thường bạn, đến cả đứa trẻ con cũng sẽ ức hiếp bạn. Cũng như làm người, đừng dễ tính quá. Ai muốn gì cũng cho, ai nói gì cũng tin. Về lâu về dài sẽ chẳng còn ai có để ý đến cảm nhận của bạn. Luôn luôn muốn bạn đáp ứng yêu cầu của họ. Chúng ta chỉ sống một lần mà thôi, chẳng có ai dễ dàng cả. Hãy trở thành một người có tính một chút. Tính cách có tốt xấu, lòng lương thiện có giới hạn. Khoan dung hãy nhìn người, trái tim của bạn hãy trao cho đúng người. Hãy đối tốt thôi, còn đối tốt quá thì hãy để dành đối tốt với ba mẹ mình. Đối tốt với người không xứng, chẳng khác nào làm chuyện có lỗi với bản thân. Đừng để lòng tốt của mình bị lợi dụng. Bởi xã hội bây giờ về cơ bản là chơi với nhau để lợi dụng nhau. Nhà mày mặt phố, bố mày làm to, giày mày đang đi hàng hiệu, quần áo mày đang mặc hàng VIP, tao chơi. Còn không, xin lỗi, tao đóng cửa. Lòng tốt đôi khi cũng bị vùi dập, người tốt đôi khi cũng bị vùi dập. Xã hội phức tạp, nhiều lúc tốt quá cũng bị chúng nó ghét, bị chúng nó bào sống giả tạo. Có một câu nói như thế này: con ngựa tốt sẽ bị người khác cưỡi, người tốt sẽ bị người khác phụ. Lương thiện không phải là điều xấu, nhưng quá lương thiện lại là một thứ bệnh. Khi bạn quá quan tâm đến người khác, họ sẽ càng làm có bạn gấp vạn lần. Còn nếu bạn cứ mãi nhường nhịn người khác, họ sẽ càng được nước tiến tới, làm tổn thương bạn. Trong tâm cũng đừng việc gì cũng nghĩ thay cho người khác. Ở đời đừng bao giờ sống quá tốt, cũng đừng quá nhiệt tình, giúp đỡ vô điều kiện. Vì trên đời có những kẻ quen được nhận sẽ quên mất cảm ơn. Bên cạnh đó, bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người trong hầu hết thời gian. Không thể sống theo nguyện vọng của tất cả mọi người. Vì vậy đừng cố gắng đốt cháy mình để làm điều đó. Chỉ cần chắc chắn rằng ít nhất một trong những người hài lòng là chính bạn. Ở đời đừng sống tốt quá. Thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả suy nghĩ của người khác về mình, hãy sửa lại những điều bạn nghĩ bản thân mình chưa thật sự tốt.
Và đó là quyết định của bạn, chứ không phải của bất kỳ ai khác. Miễn nó thật sự đúng đắn. Cuộc sống này có một điều chúng ta nên ghi nhớ rằng mình đối tốt với người ta hết lòng và muốn những dành những điều tốt đẹp nhất cho họ, nhưng chưa chắc họ đã đối xử chân thành với mình. Hay chỉ vì lợi ích mà bên mình, đến lúc khó khăn, liệu họ có giúp đỡ mình không? Ngoài ra, đừng sống để làm hài lòng người khác. Hãy sống sao cho đúng với bản thân mình, đừng hại đến ai là được. Vì cuộc sống này, thánh còn có người ghét, huống chi là người bình thường. Vậy nên, sống vì bản thân mình, vì đam mê và sở thích của mình là điều ý nghĩa nhất chúng ta nên cố gắng để làm. Thanh xuân có hạn, tuổi trẻ có hạn, đừng mãi lo cho người khác, bận tâm vì người khác mà đánh mất đi khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của mình. Đời ngắn lắm, cứ bơ đi mà sống. Thứ tư, muốn thành công thì đừng làm người tốt. Một nhà tư tưởng chính trị thế kỷ 16 của nước Ý đã nêu ra tư tưởng xoay quanh một hiện thực đau lòng, đó là chiến thắng thường thuộc về kẻ xấu. Những kẻ ấy có lợi thế hơn hẳn người tốt, sẵn sàng thực hiện những mưu mô xảo quyệt nhất để sự nghiệp được thăng tiến. Không gì có thể cản trở được chúng, kể cả những nguyên tắc kẻ thù số một của sự thay đổi. Chúng không ngại bẻ ngoặt hay bóp méo sự thật, đe dọa và bạo lực với những kẻ ngáng đường. Chúng khôn khéo dùng lời mật ngọt khi cần, dắt mũi con mồi khiến nó cảm kích và trở nên mụ mị. Người tốt thường có nghĩa là những người hành xử hợp đạo lý. Người ấy không chỉ được hưởng một kết thúc có hậu mà còn được giao ước về một cuộc sống sung túc. Anh ta phải thắng cuộc bằng lý lẽ đúng đắn, chứ không phải là lừa đảo. Nếu muốn xã hội trở nên đúng đắn hơn, hoặc nếu muốn một xã hội công bằng, anh ta không được đe dọa những kẻ bất công, mà phải nhẹ nhàng và thận trọng thuyết phục chúng tự nguyện bỏ cuộc. Và để mọi người đối xử tốt với nhau, anh ta phải đối xử tốt với chính kẻ thù của mình, mà không phải là sự độc ác. Quả là những điều tuyệt vời. Nhưng ông không nhắm mắt cho qua một vấn đề hiển hiện. Đấy giặt là những điều ảo tưởng. Nhìn lại lịch sử nước Ý và các thành bang của nước Ý, ông nhận định rằng những vị vua, chính khách và thương nhân chính trực bao giờ cũng thất bại. Đó là lý do tác phẩm mang tên Quân Vương được ra đời, ghi dấu ấn tên tuổi ông. Ngắn gọn, độc đáo và sâu sắc, cuốn sách chứa đựng thuật cai trị dành cho các vị vua. Câu trả lời ngắn gọn chính là: hãy trở nên tử tế như anh muốn, nhưng không bao giờ tử tế quá mức. Phải biết vay mượn mọi thủ đoạn khi cần. Giống như những kẻ xấu xa nhất, đê tiện nhất, vô liêm sỉ và kinh tởm nhất trong lịch sử. Chúng ta sở hữu một nỗi ám ảnh phản tác dụng, và ông biết nó từ đâu đến. Câu chuyện về Chúa Giê-xu là câu chuyện về chiến thắng nhờ sự chịu đựng của lòng tốt. Nhưng từ góc độ thực tế, câu chuyện này chỉ chứa toàn bất lợi. Nếu anh phải chịu cùng những gì Chúa Giê-xu đã chịu, bị đem ra xét xử và đóng đinh trên thập tự giá, nhưng anh không có bất kỳ sự giúp đỡ thần thánh nào, thì đời anh chính xác là một thảm họa. Vâng, anh chính là kẻ thua cuộc bậc thầy của lịch sử. Bí quyết để có được hiệu quả nằm ở việc khắc phục tất cả vết xe đổ của chuyện này. Không như người ta thường nghĩ, Quân Vương không phải là sách giáo khoa đào tạo bạo chúa. Đó là lời dạy về những gì người tốt nên học hỏi từ bạo chúa. Cuốn sách nói về tính hiệu quả, chứ không nói về lòng tốt.
Nó dẫn chứng rất nhiều về sự bất lực của đức hạnh. Một quân vương đáng kính, hay một giám đốc, một chính trị gia hoặc một nhà tư tưởng là những người nên học mọi thứ từ những kẻ quỷ quyệt nhất. Họ phải khiến kẻ dưới nể sợ, phải thành thạo những kỹ năng lừa phỉnh, phải biết đặt bẫy và đánh lừa kẻ thù. Một chính trị gia giỏi phải học tập từ những kẻ mị dân. Một doanh nhân giỏi phải noi theo những kẻ lừa đảo. Chúng ta không phải là những gì ta muốn trở thành, mà là tất cả những gì ta đã đạt được. Anh sẽ chẳng đi đến đâu nếu chỉ quan tâm và thành công theo lẽ phải. Những điều tốt đẹp và đứng đắn, chúng ta phải tiếp thu những bài học từ một nơi không ngờ, những kẻ mà ta coi thường nhất. Chúng ta cần thứ vũ khí bằng chất lượng thép giống như của họ. Họ dạy ta nhiều điều nhất để mang về viễn cảnh ta khao khát, nhưng đó cũng là những gì họ tranh đấu. Cuối cùng, ta nên quan tâm đến tính hiệu quả hơn là một mục đích cao cả. Chỉ ước mơ thôi là không đủ. Thước đo thực sự phải là những gì ta đã làm được. Vấn đề là để đổi lấy một thế giới tốt đẹp hơn. Đừng sống trong sự nâng niu, mềm mại của một trái tim ấm áp và những mục đích tốt đẹp. Đó là tất cả những gì mà một nhà tư tưởng chính trị biết. Ông khiến chúng ta bối rối và có mục đích tốt là để chỉ cho ta thấy mình đang ở đâu so với cái đỉnh của sự thực dụng. Chúng ta tự nhủ rằng mình không leo được đến đó vì ta quá mức thuần khiết, tốt bụng và tử tế. Ông mạnh mẽ tuyên bố rằng chúng ta chỉ đang mắc kẹt vì đã quá thiển cận, vì đã không chịu học hỏi từ những người thực sự hiểu biết, kẻ thù của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, làm người đừng đánh giá bản thân cao quá, cũng đừng tự cho mình luôn luôn đúng. Đối với ai đó, có khi bạn còn không đáng để nhắc đến, cũng không có gì gọi là đặc biệt. Có bạn, trái đất vẫn quay. Không bạn, thế giới vẫn sống an bình. Không có gì thay đổi. Trên đời này, vị trí của ai cũng có thể thay thế được. Chúng ta có là gì? Con người sở dĩ cảm thấy thất vọng, phần lớn do trông đợi quá nhiều, kỳ vọng quá cao. Thông thường, càng để tâm nhiều, xem càng quan trọng, càng dễ tổn thương, càng dễ thua cuộc. Nên khi qua lại với người, hãy tự biết vị trí của mình để giữ lòng khiêm hạ. Đừng bao giờ đưa mình lên quá cao, cũng đừng quan trọng hóa vị trí bản thân trong lòng người khác. Ai trọng, ai kinh, mình cần hiểu rõ để có cách ứng xử phù hợp. Đừng cho rằng khi cho đi liền phải có ngay hồi đáp. Vừa gửi chút ân tình, bèn ngồi chờ thu hoạch. Có một số sự cho đi như dùng rổ múc nước, chẳng thấm là bao. Một vài tình cảm như trăng đọng đáy hồ, chỉ có trong mộng. Nên phải tỉnh táo để nhận rõ và buông bỏ đúng lúc. Khi chúng ta sống hết lòng, cho đi toàn bộ, sẽ ít nhiều hy vọng đối phương cũng như vậy với mình. Rồi trông chờ hồi đáp, so sánh hơn thua, suy diễn đủ điều. Làm như thế khiến việc cho đi của mình trở thành gánh nặng với người thân, biến tình cảm thành yêu sách. Tấm lòng thơm thảo đến mấy cũng thay đổi hương vị. Vậy nên đừng xem bản thân quan trọng quá, cũng đừng hạ thấp khả năng của mình. Và đừng quên, điều bạn quan tâm thì nên trân trọng. Không thích nhớ tránh xa, đừng khiến đối phương hiểu sai tâm ý, gây khó xử cho cả hai. Còn lại, cố gắng làm tốt bổn phận của mình là được. Trong lịch sử từ xưa đến nay, hay trong cuộc sống đời thường của chúng ta, có biết bao người đã tự cho mình là quá quan trọng,
mà nhận phải thất bại thảm hại hay những bài học nhớ đời. Dưới đây là câu chuyện minh chứng cho điều này. Tô Đông Pha là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của thời Tống. Lúc còn trẻ, Tô Đông Pha là một người rất kiêu căng ngạo mạn. Một hôm, ông đang đi trên con đường nhỏ ở cánh đồng thì gặp một cô gái đi ngược chiều. Cô gái đang cánh một cánh bún, nhưng Tô Đông Pha cũng nhất định không nhường đường. Hai người không ai chịu nhường đường cho ai. Cuối cùng, cô gái đưa ra một điều kiện rằng cô sẽ đưa ra một câu, nếu Tô Đông Pha đối được thì cô sẽ nhường đường. Tô Đông Pha cao hứng đồng ý. Cô gái đưa ra câu, một gánh bún nặng ngăn cản đường. Tô Đông Pha nghe xong nhưng nhất thời không đối lại được, khiến cho những người nông dân đang cấy lúa dưới ruộng cười lớn. Dưới tình thế cấp bách, Tô Đông Pha cũng đưa ra vế đối. Hai bên phu tử cười đáp trả. Cuối cùng, Tô Đông Pha cởi giày, cởi tất, lội xuống ruộng, nhường đường cho cô gái. Vậy nên, nếu bản thân tự cho mình là quá quan trọng, có thể sẽ phải nhận lấy sự thất vọng. Hay câu chuyện về một diễn viên nổi tiếng tên Dinh. Ông sinh ra trong một gia đình đông người. Mỗi lần ăn cơm đều là hơn 10 người ngồi ăn xung quanh một chiếc bàn lớn. Thời còn là một cậu thanh niên. Có một hôm, ông đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn đùa mọi người một chút. Trước khi ăn cơm, ông chui vào một trong cái tủ và trốn ở đó để cho mọi người phải đi khắp nơi tìm kiếm mình. Nhưng thật không ngờ là không có một ai đi tìm ông cả. Thậm chí họ còn không để ý tới sự vắng mặt của ông trong bàn ăn. Sau khi mọi người đã ăn no và rời khỏi bàn, ông mới chui từ trong tủ ra và một mình ăn những thức ăn thừa còn lại. Từ lần đó trở đi, ông tự nhủ với mình, sẽ không bao giờ cho mình là người quá quan trọng nữa. Bởi vì như thế, có thể sẽ phải nhận lấy sự thất vọng. Bạn thấy không? Những người phóng đại bản thân quá mức và quá tự mãn như thế này thường kết thúc thảm hại. Vì cái gì cũng có mức độ. Nên khi nhận ra đã đi quá giới hạn thì đã quá muộn. Như có câu, tự tin là một chuyện, nhưng tự tin mù quáng sẽ chỉ mang đến cái chết. Khi một người quá tự tin, anh ta trở nên tự cho mình là đúng và lúc đó anh ta có thể tiến rất gần đến cái chết lúc nào không hay. Vì vậy, những người thông minh thực sự sẽ đối mặt với bản thân một cách lý trí. Họ hiểu rằng mình chỉ là một người bình thường, cơm ngày ba bữa, không có năng lực hô mưa gọi gió, cũng không có khả năng hoạch định trước. Một người sáng lập triết học, khi được người người khen ngợi, ông ấy cũng chỉ nói, điều duy nhất tôi biết là sự ngu dốt của chính mình. Trong cả cuộc đời của một người, sợ nhất là sự hài lòng quá mức. Hãy buông bỏ thói tự cao tự đại, bạn có thể sống tốt cuộc đời này. Trên thực tế, sự sang quý hay hèn hạ, trọng hay kinh của một người không phải được quyết định ở tiêu chuẩn mà người ấy tự đặt ra. Bình tĩnh, khiêm tốn, không khoa trương cho mình là quan trọng thì mới đáng được xem trọng nhất. Không tự cho mình là người quá quan trọng, kỳ thực là một loại tu dưỡng, một loại phong độ, một loại cảnh giới cao thượng, một thái độ xử thế lạc quan, một loại trưởng thành về tâm tính và là một loại tâm xem nhẹ danh lợi. Người mà có thể dùng loại tâm thái không quá xem trọng mình để đối đãi với người khác sẽ khiến bản thân mạnh mẽ hơn, phong độ hơn. Người có thể dùng loại tâm này để làm việc khiến cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, kiên định hơn. Nếu như trong xã hội ai ai cũng dùng loại tâm này để xử thế thì sẽ khiến cho xã hội
hài hòa hơn. Một người có thể tự tin, nhưng nhất định đừng tự cao, tự đại. Một người có thể phóng đãng một chút, nhưng nhất định đừng kiêu căng, ngạo mạn. Một người có thể sống rất thọ, nhưng cũng không thể trường sinh bất tử. Một người có thể ngăn được cơn sóng dữ, nhưng nhất định không thể tái tạo được trời đất. Vậy nên, việc không đánh giá quá cao bản thân là một loại tu dưỡng, nhưng cũng là một loại trưởng thành về mặt tinh thần. Nếu đề cao bản thân, bạn sẽ chỉ bị người khác coi thường. Chỉ bằng cách gạt bỏ trái tim kiêu ngạo sang một bên và học cách nhìn nhận bản thân mới không ngừng tiến bộ. Thực tế là chúng ta quan tâm quá nhiều đến những thứ liên quan đến bản thân. Luôn cho rằng ánh mắt người khác đang tập trung vào mình và rơi vào trạng thái căng thẳng quá mức, khiến bản thân mệt mỏi. Sống trong mắt người khác còn tệ hơn sống trong lòng chính mình. Khi bạn đánh giá quá cao địa vị của mình trong lòng người khác, thậm chí đánh giá quá cao mối quan hệ của bạn với người khác, điều chờ đợi sẽ là nỗi thất vọng lớn. Các chuyên gia tâm lý học từng nói, nếu quan sát kỹ, không có để nhận thấy thực tế có nhiều người như vậy. Đừng nghĩ rằng chỉ bạn có tài năng và có ai thay thế được mình. Thực tế là dù có vĩ đại đến đâu, không có bạn thì ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc và mọi việc vẫn diễn ra một cách bình thường. Cổ nhân đúc kết lại rằng, trên đời không có ai là không thể thay thế được. Bạn cho rằng không có bạn là không được, nhưng với người khác, điều đó lại càng tốt. Bạn cho rằng bản thân quan trọng nhất, nhưng người khác coi đó là trò chơi. Bạn càng coi trọng bản thân, kết quả sẽ chỉ khiến bạn thất vọng. Trong một mối quan hệ, càng cho đi nhiều thì kỳ vọng càng cao, nhưng một số nỗ lực giống như đổ nước vào giỏ tre. Đổ rất nhiều, nhưng rồi chẳng lưu lại được gì. Có một số đầu tư giống như vớt mặt trăng trong đáy chậu. Dù cố gắng, nhưng tất cả chỉ là giấc mơ. Đối với quan hệ giữa các cá nhân, nên thiết lập một nguyên tắc. Đó là tôn trọng lẫn nhau, thân thiết với nhau. Không cố ý theo đuổi một mối quan hệ nào đó. Không đánh giá quá cao mối quan hệ với bất kỳ ai. Đó là dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành của con người. Do đó, quý vị hãy hạ thấp vị thế để tiến xa hơn. Những người được người khác coi trọng thường khiêm tốn, hạ thấp vị thế của mình. Một nam diễn viên nổi tiếng đầu năm 2020 trở thành từ khóa nóng trong các công cụ tìm kiếm tại đất nước. Mọi người đều bàn luận sôi nổi, nam diễn viên này vốn yên lặng đã lâu, sao lại đột nhiên quay về trước mặt công chúng? Họ phát hiện ra ông vừa mới nhậm chức Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh. Theo đánh giá, ông nhận được vinh dự này có thể nói là danh xứng với thực. Có người đã từng nói, anh ấy là người chỉ cần đứng ở một chỗ, không làm gì vẫn có thể biến thành một màn biểu diễn. Dù được nhiều người nể phục về tài diễn xuất cũng như đạo diễn, gọi là thầy, nhưng ông vẫn luôn khiêm tốn, coi mình chỉ là một diễn viên bình thường. Có một câu nói, tôi nghĩ rằng người khác tôn trọng tôi vì tôi xuất sắc. Nhưng thực ra họ tôn trọng tôi vì chính họ mới là người xuất sắc. Trên thế giới này, người càng có năng lực thì thái độ của họ sẽ càng khiêm tốn. Vậy nên là con người đừng đánh giá bản thân quá cao. Thế giới này vắng một ai đó cũng không ảnh hưởng gì. Cũng đừng đánh giá bản thân quá thấp. Mỗi người đều có sứ mệnh riêng, đừng so sánh bản thân với người khác. Hãy sống tốt cuộc đời của chính mình.
Quý vị và các bạn thân mến, người có tâm càng rộng rãi thì mắt họ nhìn đâu cũng thấy điều tốt đẹp. Còn ngược lại thì chính là đã thua người khác rồi. Trong cuộc sống, việc quá coi trọng bản thân mà coi thường người khác là điều cấm kỵ nhất. Phóng đại quá mức về vị trí của mình, quá tự cao sẽ không thể hiện được giá trị thực sự của bản thân trong cuộc sống. Chỉ khi bản thân không tự cao, không coi thường người khác, hòa đồng và vui vẻ giao tiếp thì mới có thể mỉm cười nhìn đời. Vì vậy, bất kể khi nào và ở đâu, làm người luôn cần giữ thái độ bình tĩnh, điềm đạm và khen ngợi ưu điểm của bạn bè, thay vì bới móc khuyết điểm của người khác để chà đạp họ. Đó là cách đúng đắn để làm cho bản thân trở nên hoàn thiện hơn. Quý vị thân mến, những năm tháng tuổi trẻ, chúng ta có nhiều thời gian để nỗ lực, nâng cao năng lực của bản thân. Nhờ sự chăm chỉ và năng lực, ta có được thu nhập, tích lũy và đạt được những mục tiêu đã đề ra. Tuổi già là thời điểm chúng ta có thể sống chậm lại một chút, bớt đi những buồn phiền lo lắng, tính toán trong cuộc sống. Lúc này, điều con người ta quan tâm nhất chính là sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Chỉ cần chúng ta luôn khỏe mạnh, không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai và có thể tận hưởng cuộc sống đã là điều may mắn rồi. Tuy nhiên trên thực tế, không phải ai cũng có tư duy này. Nhiều người dù đã bước vào tuổi xế chiều, chuẩn bị về hưu, vẫn chấp niệm ba điều mà không hề biết đó là sai lầm, làm họ lãng phí thời gian. Vậy ba điều mà khi về già không nên làm là gì? Và nếu như làm được ba điều trên, thì cuộc sống lúc về già của quý vị sẽ luôn an nhàn, vô ưu, vô lo, bình yên và hạnh phúc. Hãy cùng ngẫm thế gian lắng nghe và chiêm nghiệm ngay sau đây. Thứ nhất, xây nhà quá to, vượt qua khả năng tài chính hiện có. Trong cuộc sống, chúng ta thường tin rằng xây nhà, kết hôn và sinh con là những mục tiêu quan trọng nhất. Tất cả chúng ta đều cố gắng tiết kiệm và làm việc hết sức để xây dựng một ngôi nhà lớn, đẹp và vững chãi. Nhưng thực tế, nhiều người xây nhà không phải vì mục đích thực sự là để tạo nơi ở, mà chủ yếu là để thể hiện, để khoe khoang trước bạn bè và xã hội. Trong khi đó, tình hình tài chính gia đình vẫn đòi hỏi chúng ta phải làm việc cật lực, chạy đua với thời gian để trả nợ nhà lớn. Như vậy, cuộc sống này không còn là để tận hưởng, mà trở thành một trạng thái làm khổ chính mình. Hãy nhớ rằng, sau một ngày làm việc vất vả, chúng ta muốn trở về một nơi an lành, ấm áp và thoải mái. Điều quan trọng nhất là cảm thấy yên bình, chứ không phải là sống trong một không gian rộng lớn mà luôn mang đến sự không ổn định cho tâm trạng của chúng ta. Hãy tìm một nơi ở mà thực sự là mái ấm, không quan trọng về kích thước và hoa lệ. Điều quan trọng là nơi đó mang lại sự thư thái và hạnh phúc cho chúng ta. Hãy sống để tận hưởng mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, để trân quý những niềm vui đơn giản và không cần đánh đổi quá nhiều. Đó mới là cách thực sự sống để tận hưởng, chứ không phải để làm khổ bản thân vô tận. Trên trang góc tâm sự dành cho tuổi già, thì tôi lắng nghe có một người phụ nữ chân thật giải bày như thế này. Về hưu 10 năm, chị quyết định xây nhà. Thời gian đi làm thì số tiền dành dụng được chẳng đáng là bao. Lương hưu chứ nếu ăn dè hà tiện cũng gọi là tạm đủ chi tiêu. Mà vì sắp cưới vợ cho con trai nên chị đã tự đi vay ngân hàng để xây một căn nhà khang trang cho nó. Và cũng muốn về nở mày nở mặt với bên ngoài. Bản thân mình thì cũng được mát mặt với thông gia, bạn bè, đồng nghiệp. Thế là từ đó chị như đeo gông vào cổ, xây được cái nhà xong đúng là được thấy mát mặt khi mà thông gia khen nhà bà to đẹp quá. Nhưng mà cưới vợ xong, vợ chồng con trai ra ở riêng để tiện làm ăn, một mình bà cô đơn vỏ võ trong căn nhà quá rộng
mà cứ thấy nơm nớp lo sợ trộm cắp, rồi lại một gánh nợ ngân hàng đổ mạnh lên đầu, mà dù có tiết kiệm thì khoản lương hưu cũng chẳng đủ để cáng đáng. Thế là cuối cùng chị lo quá hóa bệnh, rồi tuổi già ốm đau liên miên, còng lưng để mà dọn dẹp nhà cửa mát mặt trong giây phút. Nhưng mà cái việc nợ nần khiến chị ngày một héo hon, tinh thần tiều tụy. Cuối cùng, chị lại phải bán căn nhà để trả nợ ngân hàng. Có một ngôi nhà khang trang luôn là một mong muốn chính đáng. Tuy nhiên khi chúng ta xây dựng một ngôi nhà quá lớn, vượt quá khả năng tài chính của chúng ta, nó có thể trở thành một gánh nặng nặng nề. Tuổi già là thời điểm mà chúng ta sử dụng tiền tích góp từ những năm tháng trẻ trung nhất của cuộc đời. Nếu tiền đó được đổ hết vào việc xây nhà, thì chúng ta sẽ không còn gì để sống. Đừng dại mà dùng cả đời để thắt lưng buộc bụng, kìm nén mọi chi tiêu và dành tiền để xây dựng một khối bê tông lớn. Sau đó chúng ta phải còng lưng để trả nợ và tự mình làm mọi công việc như một người lao công. Cuối cùng chúng ta có thể kết thúc cuộc đời nằm trong một cái mộ lạnh lẽo, chỉ là 6 tấm ván hoặc 1 lọ sành. Đó không phải là cách để sống tận hưởng. Thay vào đó, đó là cách để làm khổ bản thân, để vùi mình trong cuộc sống khó khăn và gian khổ. Hãy nhớ rằng, cuộc sống không chỉ đánh giá bằng sự giàu có vật chất, mà còn bởi những khoảnh khắc đáng trân trọng và niềm vui đơn giản. Hãy tìm cách sống một cuộc sống cân bằng, biết giới hạn và tận hưởng những gì mà ta đã có. Đó mới là cách để thực sự hưởng thụ mỗi ngày và sống cuộc đời một cách đáng trọn vẹn. Thứ hai, cho con cái quá nhiều. Người xưa có câu nói rằng, hy sinh đời bố, củng cố đời con. Thế nên nhiều người có bao nhiêu tiền của lại cho con hết, cho con tất cả tài sản mình có, còng lưng làm lụng để con được an nhàn, lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ vì sợ con sẽ thua kém bạn bè, lo cho con quá nhiều nên con cái chẳng biết tự lo gì. Có khi 30 tuổi rồi vẫn chỉ là một đứa trẻ non thơ, chỉ biết phụ thuộc vào cha mẹ mà thôi. Con cái là trái tim của cha mẹ, và hy sinh cho con là một truyền thống quý báu của người Việt ta. Tuy nhiên, không nên để việc quan tâm quá nhiều đến con cái khiến chúng trở thành những người phụ thuộc và thiếu sự tự lập. Thay vì đổ hết tài sản và công sức cho con, cha mẹ nên tập trung vào việc dạy dỗ và giúp con xây dựng một cuộc sống tự lập, để con có thể lo lắng, tự đối mặt với khó khăn và phát triển thành người có định hướng và ý chí riêng. Con cần có cơ hội trải qua những thử thách và vấp ngã trong cuộc sống. Chỉ khi con gặp khó khăn, họ mới có thể hiểu được giá trị đạo lý, học cách yêu thương, thấu hiểu và kính trọng cha mẹ. Đó cũng là lúc con nhìn thấy được sứ mệnh của mình và biết rõ rằng cuộc sống này đòi hỏi sự tự lập và trách nhiệm của mình. Đừng quên rằng tiền bạc là một quyền lực của người già. Hãy để tuổi trẻ của mình dành cho việc tích lũy một khoản tiền dưỡng già. Khi bạn già, khi sức khỏe yếu đuối, tiền sẽ là một biện pháp để giúp bạn tự lập và sống một cuộc sống thoải mái hơn. Khi con cái trưởng thành, họ sẽ đảm nhận nhiều trách nhiệm trong cuộc sống. Người già thường gặp phải nhiều bệnh tật và khó khăn, và khi không có tiền, họ sẽ phụ thuộc vào con cái, tạo thêm gánh nặng cho thế hệ trẻ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, mà còn mất cảm giác tự do trong cuộc sống gia đình. Vì vậy hãy nhớ rằng, tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền sẽ khiến cho cuộc sống trở nên khó khăn. Hãy đầu tư cho tương lai của mình và dành thời gian để xây dựng một cuộc sống tự lập và đáng sống. Điều đó sẽ giúp bạn vươn tới tuổi già một cách độc lập và tự tin. Thứ ba, tự móc túi mình khi vào bệnh viện. Thuật dưỡng sinh của người xưa luôn liên kết với hiểu biết về sức khỏe và thể chất, coi con người là một phần của tự nhiên.
Để sống khỏe mạnh và không mắc bệnh, ta cần hòa hợp với tự nhiên, tuân theo đạo đức và nuôi dưỡng tính thiện. Dù ai cũng nghĩ đến mạng, quan trọng hơn tiền bạc khi mắc bệnh, nhưng việc điều trị và chăm sóc cho những căn bệnh đòi hỏi chi phí không nhỏ. Đôi khi ta phải chi trả số tiền lớn tích góp cả đời để có đủ tiền chi trả cho viện phí và thuốc men. Đó cũng là lý do tại sao có người thoát nghèo lại trở về tình trạng nghèo đói. Có người từng giàu có nhưng bị kiệt quệ vì những chi phí điều trị. Có những người dành cả cuộc đời để suy nghĩ làm sao để tích lũy đủ tiền để sống an nhàn khi già. Nhưng rồi đến cuối cùng, họ không còn sức lực để tiếp tục suy nghĩ đó. Họ mong có đủ tiền để trả viện phí và mua thuốc men. Họ đã lao động cật lực cả đời, nhưng cuối cùng chỉ có hy vọng có một chỗ nằm trong bệnh viện. Nhiều người tự tin rằng sức khỏe tốt sẽ không gặp xui xẻo và không mắc phải những căn bệnh nguy hiểm. Nhưng ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai? Ai có thể kiểm soát được số phận và biết được những tai họa sẽ đến? Vậy nên, thay vì tập trung vào việc tích lũy tài sản và đề phòng tương lai, chúng ta cũng nên quan tâm đến sức khỏe và đảm bảo một cuộc sống cân bằng. Hãy dành thời gian để chăm sóc sức khỏe của mình và đề phòng bằng cách duy trì lối sống lành mạnh và thực hiện những biện pháp phòng ngừa bệnh tật. Điều quan trọng nhất là sống một cuộc sống ý nghĩa và trân trọng mỗi khoảnh khắc hiện tại. Thưa quý vị, hối tiếc nhất của quý vị là gì? Chắc hẳn là một vết sẹo không thể tự xóa được. Chỉ khi nếm trải những kết quả tồi tệ thì chúng ta mới cảm thấy hối hận, nhưng đã chẳng thể nào thay đổi được nữa. Khi về già có những mối quan hệ gia đình và họ hàng thường rất nan giải mỗi khi có mâu thuẫn, khúc mắc xảy ra, và điều này sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta sau này. Vậy nên để hạn chế mâu thuẫn, giữ được sự hòa thuận giữa những người thân, mọi người nên nhớ đến quy tắc đừng nợ 4 điều, đừng làm 5 việc để có cuộc sống nửa đời sau luôn hạnh phúc, an nhàn hơn. Thứ nhất, đừng nợ 4 điều. 1. Nợ kinh tế. Trong cuộc sống, mối quan hệ gia đình là một yếu tố quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên, khi liên quan đến vấn đề tài chính, các mối quan hệ này có thể gặp khó khăn và gây bất hòa tình cảm giữa người thân ruột thịt. Có rất nhiều trường hợp khi họ hàng mượn tiền lẫn nhau nhưng không thể giải quyết được, dẫn đến sự tranh chấp và xung đột, thậm chí ảnh hưởng đến mối quan hệ anh em. Mỗi hoàn cảnh đều mang đến những khó khăn riêng. Khi tiền bạc được đưa vào cuộc sống gia đình, việc hạch toán và quản lý rõ ràng sẽ làm cho mọi người cảm thấy an tâm và tin tưởng nhau hơn. Tuy nhiên, nếu không có sự đòi hỏi và theo dõi đều đặn, người nợ có thể trở nên không tự giác và không muốn trả nợ sớm, dẫn đến sự tổn hại của một khoảng cách trong mối quan hệ. Cuối cùng, tiền bạc và lợi ích cá nhân sẽ trở thành vũ khí châm ngòi cho các cuộc chiến khốc liệt nhất. Vì vậy, giữa những mối quan hệ tài chính trong gia đình và họ hàng, chúng ta cần duy trì sự minh bạch và rõ ràng. Nếu có thể, hãy tránh vay mượn tiền từ người thân trong gia đình. Nếu gặp tình huống bất khả kháng và không thể tránh được việc mượn nợ, hãy nhanh chóng thu xếp để trả lại số tiền đó cho họ. Điều này sẽ giúp duy trì sự tin tưởng vào mối quan hệ gia đình, không bị ảnh hưởng bởi những vấn đề tài chính. Hãy đặt lợi ích và sự thống nhất của gia đình lên hàng đầu, tôn trọng và giữ gìn mối quan hệ tình thân, vì chỉ có những mối quan hệ bền vững và gắn kết mới mang lại niềm vui và hạnh phúc chân thật trong cuộc sống gia đình. Thứ hai, nợ trách nhiệm. Cuộc đời là một hành trình đầy trách nhiệm, và đó cũng là một trong những cách để chúng ta thể hiện lòng biết ơn và lòng hiếu thảo đối với những người thân yêu. Mỗi vai trò mà chúng ta đảm nhận đều đòi hỏi chúng ta phải gánh vác trách nhiệm đúng mức và không trốn tránh nó. Nhưng trên hết, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ
là điều không thể thiếu. Đó là sự tôn trọng và lòng biết ơn đối với những người đã đóng góp và hy sinh dành cho cuộc sống của chúng ta, đã nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy dỗ chúng ta nên người. Cảm nhận được trách nhiệm này, và không chỉ làm điều đó vì nghĩa vụ, mà còn vì tình yêu và lòng biết ơn chân thành. Vai trò của cha mẹ cũng không kém phần quan trọng. Họ là người định hình cuộc sống, là những người có trách nhiệm lớn trong việc dạy dỗ và hướng dẫn con cái trở thành những con người đúng đắn và tử tế. Làm cha mẹ không chỉ đòi hỏi sự hy sinh, mà còn yêu cầu sự kiên nhẫn và sự đồng lòng với con cái của mình. Bằng cách hoàn thành trách nhiệm này một cách tận tâm, chúng ta xây dựng một tổ ấm vững chắc và mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình. Trách nhiệm trong vai trò vợ chồng cũng không thể bỏ qua. Đó là trách nhiệm chung tay xây dựng cuộc sống gia đình, bảo vệ và chăm sóc lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Đồng thời, đó cũng là trách nhiệm duy trì lòng trung thành và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm này. Chúng ta mới có thể xây dựng một tổ ấm vững mạnh và hạnh phúc. Và cuối cùng, trách nhiệm của anh em ruột thịt. Họ là những người bạn đồng hành trên cuộc đời này, những người chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta là đứng về phía nhau, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi tình huống. Bằng cách làm như vậy, chúng ta xây dựng một tình thân thật sự và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Đôi khi trách nhiệm có thể mang đến sự áp lực và khó khăn, nhưng nó cũng mang lại sự ý nghĩa và niềm vui trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, khi chúng ta hoàn thành trách nhiệm của mình, chúng ta sống thẳng lưng và tự tin hơn, vì trong lòng chúng ta biết rằng chúng ta đã làm điều đó và làm tròn vai trò và trách nhiệm của mình. Thứ ba, nợ lòng tốt. Một trong những yếu tố quan trọng trong mối quan hệ gia đình và với người thân là lòng biết ơn và lòng tốt. Khi chúng ta được sự giúp đỡ từ người thân, chúng ta cần thể hiện lòng biết ơn và đáp lại những ân tình đó. Người thân trong gia đình thường luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta không cần báo đáp. Họ đặt lòng tốt và tình yêu thương vào mỗi hành động của mình. Đó có thể là sự hỗ trợ tài chính, tâm lý hay đơn giản chỉ là sự quan tâm, chăm sóc và lắng nghe. Chính vì điều đó, chúng ta càng phải thể hiện lòng biết ơn và trân trọng những điều đó. Trên thế giới này, có rất nhiều ân tình mà ta không thể báo đáp hết. Chẳng hạn như ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Những cống hiến và tình yêu vô điều kiện của cha mẹ không thể đo lường bằng bất kỳ món quà hay tiền bạc nào. Vì vậy, cần phải cố gắng hết sức để thể hiện lòng biết ơn và truyền ngọn lửa yêu thương đến những người thân yêu. Hãy ghi nhớ rằng, lòng biết ơn không chỉ đơn thuần là lời nói. Nó được thể hiện qua những hành động, sự quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ người thân. Hãy trân trọng những mối quan hệ gia đình và luôn dùng lòng tốt để đáp lại những ân tình mà chúng ta nhận được. Đó là cách chúng ta xây dựng một môi trường gia đình hạnh phúc và gắn kết, nơi mà mọi người luôn cảm thấy yêu thương và được yêu thương. Thứ tư, nợ thời gian. Trên hành trình cuộc sống, chúng ta có những người thân yêu đồng hành bên cạnh. Họ luôn tận hưởng những khoảnh khắc đơn giản, nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa sâu sắc. Đối với họ, hạnh phúc không nằm trong sự giàu có hay danh vọng, mà nằm trong sự gắn kết và quan tâm đến nhau. Thế nhưng thời gian trôi qua nhanh chóng và không ai chờ đợi ai. Chúng ta không thể định trước được những thay đổi trong cuộc sống và những biến cố có thể xảy ra. Do đó, càng sớm ta hiểu rõ giá trị thời gian và tận hưởng mỗi khoảnh khắc bên ngoài người thân, càng tránh được những hối tiếc về sau. Đừng để thời gian trôi qua mà bỏ lỡ cơ hội được sống và tận hưởng bên những người thân yêu. Hãy dành thời gian để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và trải qua những kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau. Đó là món nợ thời gian mà chúng ta không nên để nó phát triển. Hãy trân trọng mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi phút gắn bó với những người thân yêu. Đừng để công việc, áp lực cuộc sống hay những vấn đề nhỏ
che lấp đi những giây phút quý giá bên họ. Hãy chia sẻ, lắng nghe và tạo dựng những kỷ niệm mới. Vì khi chúng ta đã trải qua những thời khắc đáng nhớ cùng nhau, không có hối tiếc nào còn sót lại. Và khi chúng ta già đi, nhìn lại quãng thời gian đã qua, không có gì quý hơn những kỷ niệm đáng trân trọng với những người thân yêu. Đó là tấm gương tình thương và đoàn kết mà ta để lại cho thế hệ tiếp theo. Vì trong cuộc sống, không phải tất cả mọi thứ đều quan trọng, nhưng những người thân yêu chính là những kho báu vô giá mà ta không nên để qua mặt. Thứ hai, đừng làm 5 điều kẻo họ hàng không yên. 1. Đừng khoe khoang trước mặt đông người. Thời đại hiện nay, việc khoe khoang và tự hào về những thành tựu và tài sản cá nhân đã trở thành một thói quen phổ biến. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng việc khoe khoang trước mặt đông người không chỉ mang lại sự khó chịu cho người khác mà còn có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ và tình cảm của chúng ta với họ hàng và bạn bè. Khi chúng ta khoe khoang những món đồ mới, những thành công và tài sản cá nhân, chúng ta đang tạo ra sự chênh lệch và phân biệt trong quan hệ. Người khác có thể cảm thấy tự ti, bị thôi thúc so sánh và có thể cảm thấy áp lực không cần thiết trong việc đạt được những thành tựu tương tự. Điều này cũng có thể tạo ra sự ghen tị và sự không đồng lòng trong mối quan hệ. Hơn nữa, khoe khoang cũng có thể gây ra sự xa cách và không thoải mái trong mối quan hệ. Người khác có thể cảm thấy bị đánh giá dựa trên tài sản và thành tựu, thay vì được đánh giá dựa trên những phẩm chất và giá trị bên trong của họ. Điều này có thể làm mất đi sự gắn kết và lòng tin trong quan hệ. Thay vì khoe khoang, hãy tập trung vào việc xây dựng một môi trường tôn trọng và ủng hộ nhau. Hãy chia sẻ thành công và niềm vui của mình một cách khiêm tốn và tế nhị. Hãy lắng nghe và quan tâm đến những thành tựu và mục tiêu của người khác và đánh giá nhau dựa trên những phẩm chất và hành động của chúng ta. Cuối cùng, hãy nhớ rằng sự thịnh vượng và thành công không chỉ dựa trên những tài sản vật chất mà còn dựa trên sự hạnh phúc và sự lành mạnh của mối quan hệ. Hãy đặt trọng tâm vào những giá trị và quan hệ đáng trân trọng trong cuộc sống và đánh giá thành công dựa trên những tiêu chí đó. 2. Đừng hỏi về những vấn đề riêng tư. Mỗi người đều có những bí mật, những vấn đề riêng tư mà họ không muốn chia sẻ với người khác. Đó có thể là những kỷ niệm đau buồn, những trăn trở trong tâm hồn, hoặc những quyết định cá nhân quan trọng. Khi chúng ta được mọi người tín nhiệm và giao phó tình cảm của họ, đó là một vinh dự, và chúng ta cần biết tôn trọng điều đó. Hãy hiểu rằng, mối quan hệ tốt đẹp không chỉ dựa trên sự gần gũi và chia sẻ, mà còn cần có sự tôn trọng và đồng thuận với những giới hạn riêng tư của nhau. Khi một người tự tin chia sẻ những điều mình muốn, hãy lắng nghe và tôn trọng quyết định của họ. Đừng hỏi, đừng tìm hiểu quá sâu vào những vấn đề mà người khác không muốn chia sẻ. Để duy trì một mối quan hệ đúng đắn và lành mạnh, chúng ta cần thể hiện sự tôn trọng và sự hiểu biết đối với những giới hạn và không gian riêng tư của nhau. Điều này không chỉ áp dụng trong gia đình, mà còn trong mọi mối quan hệ trong cuộc sống. Khi biết giữ khoảng cách và tôn trọng lẫn nhau, mối quan hệ sẽ trở nên chặt chẽ và đáng tin cậy hơn. Hãy nhớ rằng, mỗi người đều có quyền tự do và quyền riêng tư. Đừng trèo qua rào cản đó, và hãy trân trọng những lời tâm sự mà người khác chia sẻ với chúng ta. Đồng thời hãy biết giữ bí mật và không truyền đạt những thông tin riêng tư cho người khác, vì điều đó có thể làm mất lòng và đe dọa mối quan hệ. Hãy để những góc khuất riêng tư của người khác tồn tại và giữ được sự tôn trọng và sự tin tưởng trong mối quan hệ. Đó là cách để xây dựng một môi trường tình cảm ấm áp, an toàn và đáng tin cậy.
Thứ ba, đừng ăn chùa suốt ngày. Trong quan hệ với họ hàng và người thân, nên tránh tình trạng ăn chùa suốt ngày, tức là liên tục nhờ họ giúp đỡ và thanh toán các khoản hóa đơn cho mình. Dù số tiền nhiều hay ít, hãy đóng góp một phần để bữa ăn của gia đình trở nên trọn vẹn hơn. Nếu không thể tự đóng góp, ít nhất hãy thỉnh thoảng mời họ một bữa để cân bằng quan hệ. Nguyên tắc cơ bản nhất trong quan hệ là sự cân bằng và tương đương. Chỉ khi có qua có lại, ta mới có thể được lòng tin và gắn kết trong mối quan hệ. Một bữa ăn không đáng kể có thể mang lại sự hài lòng và khép kín trong mối quan hệ. Và đó là cách để tránh làm người khác cảm thấy không thoải mái hay bị áp lực. Đồng thời cũng nên nhớ rằng, quan hệ không chỉ dựa trên việc chia sẻ về vật chất, mà còn dựa trên sự quan tâm và tình cảm. Hãy chăm sóc và chia sẻ thời gian, sự quan tâm và những giá trị tinh thần với nhau. Đó là những yếu tố quan trọng hơn tiền bạc và tài sản vật chất trong mối quan hệ. Cuối cùng, hãy trân trọng và giữ gìn quan hệ trong sự cân bằng và tôn trọng. Hãy tạo ra một môi trường chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau, nơi mà mỗi người đều có thể cảm thấy thoải mái và được trân trọng. Bằng cách này, chúng ta xây dựng được những quan hệ vững chắc và đáng quý trong cuộc sống. Thứ tư, nhận lòng tốt mà không biết ơn. Trên cuộc đời này, chúng ta không thể sống một mình và không thể tồn tại độc lập. Khi chúng ta gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ, có người đến bên cạnh và cống hiến thời gian, công sức và tình cảm để chia sẻ gánh nặng với chúng ta. Đó có thể là người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc những người lạ mà ta gặp trong cuộc sống. Nhưng trên đường tìm kiếm sự giúp đỡ và lòng tốt từ người khác, ta cần nhớ rằng lòng biết ơn là một phần quan trọng trong mối quan hệ và giao tiếp. Chúng ta phải nhận ra và trân trọng những nỗ lực và đóng góp của người khác, bất kể lớn hay nhỏ, và biết cảm ơn họ vì sự hỗ trợ và tình cảm mà họ có. Không chỉ là một hành động nhỏ, việc biết ơn thật lòng mang lại sự trân trọng và khích lệ trong mối quan hệ. Khi ta biết ơn người khác, ta cho họ biết rằng họ là một sự khác biệt và có ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Điều này không chỉ là một sự lịch sự, mà còn là một sự thể hiện lòng biết ơn chân thành và sự quan tâm đến người khác. Lòng biết ơn không chỉ tạo ra một môi trường tốt hơn cho mối quan hệ, mà còn mang lại sự tĩnh tâm và lòng bình an cho chúng ta. Khi biết ơn và cảm kích những điều tốt đẹp trong cuộc sống, ta trở nên nhạy bén hơn với niềm vui và hạnh phúc xung quanh. Đồng thời nó cũng khuyến khích ta trở thành người tốt hơn, sẵn lòng giúp đỡ người khác và tạo điều kiện tốt hơn cho sự phát triển và thành công của mọi người xung quanh. Vậy, hãy không chỉ nhận lòng tốt từ người khác mà còn biết ơn và tín nhiệm vào đó. Hãy gửi đi lời cảm ơn chân thành và những hành động nhỏ để thể hiện sự biết ơn của bạn. Đó sẽ là một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn trong xây dựng mối quan hệ và đem lại niềm vui và hạnh phúc cho chính bạn và người khác. Thứ năm, không chỉ trích khi chưa rõ thực hư. Trong mối quan hệ gia đình, ta nên hiểu rằng gia đình là một nơi trú ẩn an lành, nơi mà ta tìm đến khi gặp khó khăn và mệt mỏi. Vì vậy đừng bao giờ lên tiếng chỉ trích hoặc đay nghiến người thân mà chưa tìm hiểu rõ sự thật. Trước khi phê phán hay nói quá nhiều, hãy tạo cho họ một khoảng không gian để họ có thể thở và tự tìm hiểu. Chúng ta thường tự hình thành một quan điểm hoặc suy nghĩ về người khác dựa trên những tin đồn, những lời người khác nói mà không kiểm tra thông tin hoặc tìm hiểu sự thật. Điều này có thể dẫn đến những hiểu lầm và xung đột không đáng có trong gia đình. Thay vì truyền tai nhau và chỉ trích, hãy dành thời gian để tìm hiểu và lắng nghe từ người đó trực tiếp.
Khi có đủ thông tin và hiểu rõ tình huống, hãy lựa chọn cách tiếp cận tôn trọng và cảm thông. Đôi khi sự lắng nghe và sẵn lòng hiểu đúng là điều cần thiết để giải quyết một xích mích hay hiểu lầm trong gia đình. Hãy trao cho người thân của bạn lời khuyên và hỗ trợ, nhưng đồng thời cũng hãy tôn trọng quyền riêng tư và sự phát triển cá nhân của họ. Gia đình còn là nơi cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và những khó khăn trong cuộc sống. Vậy nên hãy xây dựng một môi trường gia đình tôn trọng và yêu thương, nơi mà mỗi thành viên có thể cảm nhận được sự an toàn và sự ủng hộ từ nhau. Quý vị thân mến, đến khi bước vào cánh cửa của vòng xoáy tuổi già, hãy nhìn lại cuộc sống và suy nghĩ về những điều thật quan trọng. Đừng vội vàng lao đầu vào những vấn đề vô cùng phiền toái như tiền bạc, lo lắng về tương lai hay những tranh đấu vô ích trong gia đình. Cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta nửa đời còn lại để chúng ta tận hưởng và trân trọng. Hãy biết rút ra bài học từ những sai lầm trong quá khứ và dành thời gian cho những điều thật sự quan trọng. Khi ta bớt ba việc không đáng giá này, ta sẽ tìm thấy sự hạnh phúc và bình yên và an nhàn trong cuộc sống của mình. Qua chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị có được cuộc sống bình an và hạnh phúc. Thời lượng chương trình xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.